Thưa quý vị, với tinh thần tương thân tương ái, sát cánh cùng chị em phụ nữ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ vừa tổ chức phiên chợ không đồng nhằm hỗ trợ chia sẻ bớt khó khăn cho 200 phụ nữ đơn thân khuyết tật khó khăn sinh sống trên địa bàn. Tại phiên chợ, các chị em tham gia giao dịch nhận thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, đường, dầu ăn, bột ngọt, nước tương, nước mắm, rau củ quả tại các gian hàng với giá không đồng. Nguồn kinh phí tổ chức phiên chợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp câu lạc bộ từ thiện Tâm Duyên thực hiện. Phiên chợ diễn ra trật tự, người tham gia thực hiện đầy đủ quy định 5K của Bộ Y tế trong không khí ấm áp tình người. Trong cái đợt dịch này cũng tình hình gạo cũng khó khăn mấy tháng vừa qua. Không làm ra tiền được lo cho con, cho cháu. Giờ trừ cũng mắm quà ti cũng không lớn, nhưng mà cũng đủ cho tôi trang trả được cũng 10 ngày nửa tháng. Việc tổ chức phiên chợ không đồng này, chúng tôi được sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân phường và đặc biệt là câu lạc bộ từ thiện Tâm Duyên đã hỗ trợ phối hợp cùng chúng tôi để tổ chức cho phiên chợ không đồng đến với chị em hội viên phụ nữ đơn thân khó khăn. Đây là phiên chợ không đồng thứ 5 do các cấp hội phụ nữ trên địa bàn quận Cẩm Lệ tổ chức, qua đó san sẻ với các phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn trên địa bàn phường bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.